Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 2 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng 4. Giáo hội Phi Châu tổ chức khóa họp cấp đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và Hội đồng Giám mục Đức tổ chức khóa họp mùa xuân. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng 4. Theo thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đêm ngày 27 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du thứ 41 viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4. Như chương trình đã dự kiến, Ngài sẽ chỉ viếng thăm thủ đô Budapest. Chương trình viếng thăm Hungary của Đức Thánh Cha bao gồm: sau khi đến thủ đô Budapest của Hungary, Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị Tổng thống Hungary, gặp gỡ Thủ tướng và sau đó là gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Vào chiều ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Trong ngày kế tiếp, Đức Thánh Cha sẽ thăm các trẻ em tại Học viện Trần Phước Laszlo Bastiani Traman, người nghèo và người tị nạn, giới trẻ và cuối cùng là gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Ngày cuối cùng, vào ban sáng, khi dâng thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Kossuth Lajos, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới đại học và văn hóa vào ban chiều, sau đó Ngài trở về Roma. Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, Đức Thánh Cha đã đến Hungary chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, diễn ra tại quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest. Giáo hội Phi Châu tổ chức khóa họp cấp đại lục chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3, tại Addis Ababa của Ethiopia, Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar sẽ tổ chức khóa họp cấp đại lục của Giáo hội Phi Châu chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới. Khóa họp sẽ có khoảng 200 đại biểu tham dự, bao gồm các hồng y, các đức tổng giám mục, các giám mục, tu sĩ, giáo dân, chủng sinh, tập sinh và đại diện của các tín ngưỡng khác. Theo thông cáo của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, khóa họp được hướng dẫn bởi lời kêu gọi của Thượng hội đồng đối với Giáo hội Hoàn Vũ, hiệp thông, tham gia và sứ vụ nhằm thu hút sự chú ý của các đại biểu thuộc Giáo hội Phi Châu. Điều này cho phép các tham dự viên tiếp tục đối thoại và thực hành quá trình phân định về các vấn đề mục vụ đã được thu thập trong tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa, một tổng hợp các báo cáo mà Giáo hội Hoàn Vũ đã trình bày cho Tổng thư ký của Thượng hội đồng ở Roma. Các đại biểu sẽ xem xét các vấn đề được nêu ra trong tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa, chia sẻ kinh nghiệm và xác định những gì gây tiếng vang mạnh mẽ với kinh nghiệm sống động của giáo hội ở Phi Châu. Khi kết thúc khóa họp lục địa, Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar sẽ có thể cung cấp sự đóng góp của giáo hội ở Phi Châu cho văn phòng Tổng thư ký của Thượng hội đồng Roma, đang chuẩn bị tài liệu làm việc. Đây là một đóng góp cơ bản cho phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2023 tại Roma. Trong thông cáo, các giám mục Phi Châu và Madagascar mời gọi các phương tiện truyền thông công giáo ở các khu vực cộng tác để trong thời gian diễn ra khóa họp, đảm bảo dân chúa có thể theo sát những gì đang diễn ra, đặc biệt kinh nghiệm của các đại biểu trong khóa họp. Hội đồng giám mục Đức tổ chức khóa họp mùa xuân. Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, Hội đồng giám mục Đức với 27 giáo phận trên cả nước đang tổ chức đại hội mùa xuân tại thành phố Dresden ở miền Đông Đức để tìm một đường hướng chung cho cuộc tranh luận về cuộc cải tổ nội bộ giáo hội qua con đường công nghị. Tham dự đại hội với hơn 220 đại biểu bao gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại thành phố Frankfurt. Vào tháng 1 năm nay, Tòa Thánh đã giới hạn đáng kể mục tiêu của các cuộc cải tổ giáo hội tại Đức. Trong thư gửi các giám mục Đức, Tòa Thánh chống lại dự án thiết lập một hội đồng công nghị toàn quốc gồm các giám mục và giáo dân để cùng quyết định về những vấn đề cơ bản và tài chính của giáo hội tại nước này. Có nhiều vấn đề khác cũng sẽ được Hội đồng Giám mục Đức bàn tới trong khóa họp hiện nay, như việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội, chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm nay tại Lisbon, Bồ Đào Nha, tình trạng tại Ukraine một năm sau khi Nga bắt đầu tấn công. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về tình hình giáo hội tại đảo Madagascar. Đức Hồng Y Desiree Sarahanzana và vị Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ các giám mục Đức tại khóa họp. Trước bối cảnh trên, vào Chủ nhật ngày 26 tháng 2 vừa qua, cháu Wolfgang Picken, quản hạt tại thành phố Bonn,
đã tuyên bố rời bỏ con đường này. Ngài cho biết không thể ủng hộ nhiều đề nghị cải tổ giáo hội vì chúng từ bỏ sự hiệp nhất với giáo hội Hoàn Vũ. Cha cũng phê bình con đường này không nhìn nhận thích đáng các phê bình của tòa thánh và các nhà thần học. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, lúc nào Chúa cũng muốn ấp ủ từng người trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nhưng do sự thờ ơ hoặc do tội lỗi, chúng ta đã né tránh vòng tay của Chúa. Câu chuyện Vòng tay ôm ấp của tác giả tóc ngắn dưới đây là một minh chứng cụ thể. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có một câu chuyện buồn thấm đẫm nước mắt của người mẹ có đứa con bị ung thư xương. Bé tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cũng sống lê lết tới 8 tuổi. Trong giờ lâm chung của con, người mẹ nói với con: "Khi con về với Chúa, con sẽ được thấy ánh sáng huy hoàng rực rỡ của Ngài." Bé trả lời: "Mắt con yếu lắm, không thể nhìn được những ánh sáng chói chang." Người mẹ tiếp tục an ủi đứa con tội nghiệp: "Con sẽ nghe những tiếng đàn hát du dương của các thiên thần." Bé buồn bã nói: "Mẹ ơi, tai con bị ù ù hoài, không nghe thấy âm thanh rõ ràng được." Người mẹ nuốt nước mắt, vòng tay ôm đứa con bé nhỏ vào lòng: "Con ơi, khi con gặp Chúa, con sẽ được Ngài dang rộng vòng tay ôm ấp con như mẹ đang ôm con đây." Bé mỉm cười nói: "Như vậy thì con vui mừng được về với Chúa, mẹ ơi." Rồi bé thanh thản từ từ khép mắt lại, vĩnh biệt người mẹ yêu dấu đang tuôn trào hai hàng lệ thương tiếc đứa con yêu dấu. Thực ra, không phải đợi tới lúc lìa đời, em bé này mới được Chúa giang tay ôm ấp. Lúc nào Chúa cũng muốn ấp ủ từng người trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nhưng do sự thờ ơ hoặc do tội lỗi, chúng ta đã né tránh vòng tay của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa ủ ấp ta, đặc biệt khi chúng ta tìm đến tòa giải tội để hòa giải với Ngài. Khi chúng ta sốt sắng dự lễ, rước Chúa Giêsu thánh thể. Khi chúng ta đau buồn, gặp thử thách, gian nan và mau mắn tìm đến cậy dựa vào Chúa. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ vòng tay yêu thương của Chúa, để thường xuyên cảm tạ tình thương của Ngài và đền đáp tình Ngài bằng cách cùng với Chúa mở rộng con tim và đôi tay để đồng cảm chia sẻ buồn vui với anh chị em chung quanh, đồng thời mang lấy trái tim của Chúa mà nâng đỡ họ. Như vậy khi chúng ta ly trần, ta sẽ có thể vui sống an bình trong vòng tay Chúa mãi mãi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.